Đây, cô cười tươi nhất. Bây giờ lên đây. Nằm lên. Khoảng cách là... Tối nhất không cây có cội và nước có nguồn, con người ta đều phải có tổ có tông, đều phải có gốc rễ. Nên là ăn quả thì nhớ cả trồng cây. Hàng năm thường xuyên là chúng tôi vẫn thường về đất tổ để viếng các vua Hùng. Chúng tôi ở Yên Châu về từ tại Bản Hiêm, xã Triềng Khoai. Đến đây thì rất là vui, không mệt đâu. Tâm nguyện lớn nhất là chúng tôi là thắp hương vua Hùng. Đã 50 năm nay, bà lại được quay lại về viếng tổ Hùng Vương. Khi đến đền, thấy cái khung cảnh bây giờ so với 50 năm về trước thay đổi rất nhiều, đẹp và sạch sẽ. Thank you.